Xin kính chào quý vị các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với ta một cái kinh nghiệm để chúng ta có thể là bật kiếm tiền YouTube ngay trên chiếc cái điện thoại di động của mình. Thì chúng ta biết rằng là trong quá trình chúng ta làm YouTube, chúng ta mới bắt đầu á, thì chúng ta nên cài những cái phần mềm, chẳng hạn như ở đây là chúng ta cài YouTube nè, đó là dĩ nhiên. Và chúng ta cài thêm đó là một cái phần mềm, đó là IT Studio, để chúng ta quản lý các cái chỉ số của cái kênh của chúng ta. Ví dụ như là ở đây cái kênh của tôi hiện tại là đã đạt được hơn 1.000 người đăng ký, và tổng cái thời gian xem á, tổng cái thời gian xem trong 1 năm thì đến thời điểm này là cũng đã hơn 4.000 giờ theo như cái quy định của YouTube, đó là phải có 1.000 người đăng ký và ít nhất là 4.000 giờ xem, thì đến thời điểm này là hơn 6.000 nè, thì chúng ta hoàn toàn có thể bật kiếm tiền được. Như là tôi sẽ chia sẻ chúng ta cái kinh nghiệm, cái cách để chúng ta có thể là bật kiếm tiền ngay trên chiếc điện thoại của mình. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào một cái trình duyệt, có thể là Google Chrome hoặc là Cốc Cốc cũng được. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách để chúng ta vào trình duyệt Google Chrome, vào trình duyệt Cốc Cốc. Và chúng ta sẽ mở cái trình duyệt này lên. Và khi mở trình duyệt này lên thì chúng ta sẽ gõ cái địa chỉ, đó là studio.youtube.com. Thì đây là cái phần quản lý studio của cái kênh của chúng ta ở trên cái trang web, thì cũng tương tự như là chúng ta truy cập ở trên máy tính mà thôi. Thì trong này nó có một số cái thanh công cụ để chúng ta quản lý. Thì ở đó có một cái vị trí mà chúng ta dùng để chúng ta bật kiếm tiền, đó là cái hình cái đồng đô la đây, lấy chúng ta quan sát. Thì chúng ta chỉ cần bấm chọn vào đó thì tất cả những cái thông tin có liên quan đến việc đăng ký nó sẽ nằm ở đây. Chẳng hạn như là cái kênh này á của tôi hiện giờ là đã theo như thống kê trên cái trang này á, có sự khác biệt so với cái ứng dụng Studio, đó là 1.420 người để đăng ký, thì cũng đã thỏa mãn là hơn 1.000 người rồi. Cái tiêu chí thứ hai đó là phải đạt 4.000 giờ, thì đây tôi được là 5.635 giờ, thì đã đủ cái điều kiện để chúng ta bật lên. Rồi chúng ta phải xác minh hai bước, cũng như là chúng ta không có cái cảnh báo vi phạm quyền. Thì cách đây 1 tháng tôi đã bật kiếm tiền ở cái kênh này, tuy nhiên là YouTube có phản hồi lại. Ở đây cái dòng phản hồi thông báo đầu tiên là rất tiếc là kênh của bạn không được phê duyệt kiếm tiền. Thì lý do thì trong này YouTube đã ghi rất là cụ thể rồi, và cho phép chúng ta bật kiếm tiền lại bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 đấy. Thì chúng ta thấy thì hiện tại hôm nay á, là cũng là ngày 2 tháng 12 năm 2021, thì tôi làm video này để tiến hành bật đăng ký lại, đảm bảo là 100% thành công. Thì lần trước á, cách đây 1 tháng tôi đăng ký để cho YouTube bật kiếm tiền á, thì khi đó là mới chạm ngưỡng á, là mới bắt đầu chạm ngưỡng là 4.000 giờ, cũng như là mới bắt đầu chạm ngưỡng được 1.000 người đăng ký. Thì khi đó chúng ta không nên mà đăng ký kiếm tiền liền, bởi vì nếu chúng ta đăng ký thì YouTube sẽ khó duyệt chúng ta. Chính vậy là chúng ta nên để 1.000, 2, 1.000, 3 người đăng ký, hoặc là từ 5.000 giờ xem trở lên thì chúng ta đăng ký là gần như chắc chắn 100% thành công. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với chúng ta cái cách để đăng ký rất là đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành theo dõi để chúng ta cùng thực hiện nha. Đăng ký kiếm tiền ngay trên chiếc điện thoại của mình thì chúng ta sẽ vào cái phần có hình biểu tượng là đồng đô la nè. Thì khi đó chúng ta thấy là những cái thống kê nó đã hiện ra đây. Hiện ra đây. Và những cái lưu ý như trước đây tôi đã đăng ký không được á, thì bây giờ á, sau ngày 2 tháng 12 năm 2021 nè là cho phép đăng ký lại. Thì chúng ta chỉ cần đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần bấm vào cái chữ đăng ký lại là như thế, là YouTube đã phần còn lại là YouTube sẽ tiến hành kiểm duyệt chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bấm vào chữ đăng ký lại, rồi chúng ta đợi một chút xíu để xem YouTube là sẽ báo như thế nào.
Đây, YouTube thông báo chúng ta nè, đơn đăng ký lại của bạn hiện đang được xem xét. Bạn đã đăng ký vào ngày 2 tháng 12 năm 2021. Chúng tôi sẽ xem xét kênh của bạn và gửi email thông báo quyết định cho bạn, thường là trong vòng 1 tháng. À, đúng là YouTube tôi ghi là thường là trong vòng 1 tháng. À, tuy nhiên là thực tế thì nhanh hay chậm. Thì khi mà cái kênh này được chuyển tiền thì tôi sẽ chia sẻ với chúng ta là bao nhiêu ngày. Theo tôi, như tôi biết đó là thời gian gần đây YouTube duyệt rất là nhanh. Vậy thì hy vọng là chỉ sau 1-2 ngày thì YouTube sẽ duyệt kiếm tiền. Khi đó là chúng ta sẽ được có những cái doanh thu từ YouTube. Thì như thế đây là cái cơ sở ban đầu để chúng ta có được cái kênh phát triển lớn hơn sau này. Thì trên đây là tôi hướng dẫn chúng ta cái cách để chúng ta bật kiếm tiền trên chính chiếc điện thoại của mình. Thì với cái cách làm hết sức là đơn giản, chúng ta chỉ cần đăng nhập vào trình duyệt, rồi chúng ta vào cái phần IT Studio này nè, thì chúng ta sẽ được có những cái thống kê rất là chi tiết về cái kênh của chúng ta. Khi đủ các cái điều kiện thỏa mãn thì YouTube sẽ cho chúng ta kiếm tiền, bật kiếm tiền ngay trên chính cái chiếc điện thoại của mình, mà chúng ta không cần phải lên máy tính gì cả, chúng ta thực hiện ngay trên chiếc điện thoại của mình. Rồi đây là cái phần mà kinh nghiệm chia sẻ cho những anh em nào chúng ta mới bắt đầu vào làm YouTube, để chúng ta có được cái được YouTube việc kiếm tiền, để chúng ta có những cái thu nhập từ YouTube khá là thú vị. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta việc đăng ký rồi thì trong cái phần mà kiếm tiền á, thì nó chỉ duy nhất hiện cái thông tin này thôi. Đấy, như thế. Rồi chúng ta sẽ đợi phản hồi của YouTube, hy vọng là trong thời gian ngắn nhất YouTube sẽ việc kiếm tiền, rồi khi đó tôi sẽ chia sẻ tiếp cho chúng ta tổng cái thời gian mà khi được việc kiếm tiền là bao lâu. Lần trước khi tôi nộp đơn thì chỉ trong vòng 24 tiếng thôi là YouTube đã cho ra cái kết quả là kênh không đủ điều kiện gì đó. Thì hôm nay tôi bắt đầu chính thức là đăng ký thêm một lần nữa vào cái thời điểm là 23 giờ 13 phút nè, ngày 2 tháng 12, để xem coi là sau cái ngày này là mất trong bao lâu thì YouTube sẽ dự kiếm tiền. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.